sống mà xót xa cho phận ma hồng. Đau như kẻ si tình ôm băng cờ một mình lặng thinh. Thương con chốt sang sông đã bước đi chẳng đặng quay về. Dàn trung cục nha, model là Magan. Dàn này thì rất tiếc nó bị lỗi CD nên mình nghe được điện thoại, TV, máy tính qua ngõ ao ít thôi nha. Em quay gần cái model cho mình xem nè. Magan MX520. Chiều cao của loa là 37 cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 65 cm. Trên dàn này mình có thể chỉnh được chế độ lọc âm Aqua Laser. Em đang chọn chế độ Disco nè, và chế độ tăng bass. Ở đây là OBB nè, mình nhắn vào đây để tăng bass nha. Đây, tăng được bass, chỉnh được chế độ lọc âm Aqua Laser nên dễ dàng phù hợp với nhiều thể loại nhạc. Còn tuner tức là radio AFM thì em chưa dò thử nên em cũng chưa chắc nó là 108 hay 90 nha. Cái này thì em chưa dò. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo. Đây là ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính hay đầu AV ra 3.5. Thì bên em có bán dây của Nhật luôn. Các anh nào có nhu cầu mua dây kết nối điện thoại của Nhật thì liên hệ với em. Magan MX520, công suất của công suất của Amply là 45W. Công suất của loa là 120W trên cặp loa, tức là 60W một thùng. Loa zin theo dàn, lưới loa không tháo được nha, nên em không biết phía trong nó là 2 đường tiếng hay 3 đường tiếng luôn. Nếu các anh muốn chính xác thì mình mua về phải tháo lưới loa để mình kiểm tra. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn Magan dàn trung cục. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng cọc trước giúp em 500.000 để tránh tình trạng đặt ảo hoặc bơm hàng em nha. Cái này các anh thông cảm giúp em. Phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ lúc các anh nhận hàng luôn. Các anh nào mua dàn Magan này thì vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc kết bạn Zalo 0931008099 để bên em tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết cũng như chốt hàng, ship hàng cho mình. Nãy giờ mình nghe một đoạn nhạc vàng rồi, bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc trẻ cho mình rồi kết thúc clip test luôn nha. Jin và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cùng. Rằng kể về tôi đang nhớ anh, và anh có nhớ tôi không? Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tay lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư.
tôi vẫn thế. Bây giờ em xin kết thúc clip test, cái nào mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên bài đăng em nha.